Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là Nguyễn Thị Ngọc Phụng, 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Phụng là cô gái sống tình cảm, luôn vui vẻ và tự tin trong giao tiếp. Phụng mong muốn tìm được người phù hợp, biết quan tâm, chia sẻ để tiến đến hôn nhân trong 1 hoặc 2 năm nữa. Cảm giác của mình khi mà chờ đợi để mà gặp ba bạn trai thì không biết là về tính cách nè, cũng như là về sở thích của ba bạn này như thế nào để mà có phù hợp hay không. Có một cảm giác nôn nao, có một chút hồi hộp và có một cái cảm giác gì đó mà không có tả được. Mình mong chờ nhất á, ở buổi gặp này á, là tìm được một chàng trai phù hợp và hoàn hảo với mình. Và địa điểm gặp gỡ chàng trai ứng cử viên đầu tiên đó chính là trung tâm thương mại The Garden Mall nằm tại quận 5, với không gian kiến trúc pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại, mang đến những trải nghiệm thú vị. Ứng cử viên đầu tiên là Nguyễn Minh Huy, 28 tuổi, hiện đang phối hợp với chị làm kinh doanh bất động sản. Huy là chàng trai hài hước, sống chân thật và thiên về tình cảm nhiều hơn. Nhưng mình thấy là bạn là dễ thương, là không quá xinh nhưng mà có một cái gì đó cũng hơi thu hút. Thích ăn sushi, thích đi du lịch nữa, thích kiếm tiền, nói chung là gần giống với lại mình cũng được 80% rồi đó. Mình là chàng trai đầu tiên gặp bạn Phụng thì thật sự là lúc này thì mình rất là hồi hộp, mình cũng rất là nôn nóng và không biết là cái người mà mình thấy ở trong hình á, với lại ngoài đời nó sẽ thực tế là sẽ như thế nào. Em chào anh. Anh chào em. Anh ơi, anh tên gì vậy? Anh tên Huy em. Dạ, chào anh Huy. Em tên Phụng, chắc anh Huy biết tên em rồi đúng không? Anh biết em tên Ngọc Phụng rồi. Anh không biết là anh với em có quen không nữa. Tại vì anh nhìn thấy cái profile của em, anh thấy hơi bị quen á. Trời ơi, không lẽ mình gặp ở ngoài rồi sao? Cũng có thể là như vậy. Anh coi cái profile của em á, dạ, anh thấy là hơi giống anh tới 80% lận á. Wow. Thì bình thường á, cái thời gian rảnh rỗi á, thì anh Huy hay làm gì nhất? Anh có thời gian rảnh á, thì anh hay coi mấy cái trên foodie á, đồ ăn á. Anh Huy thích ăn uống hả? Không biết sao chứ anh là sống để ăn á em. Vậy là mình là đồng bọn được rồi đó. Rồi đó, tại vì anh hay coi những cái chỗ ăn ngon á, rồi anh note lại á. Cái điện thoại của anh á là anh để là quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, anh để dài xuống tới hết luôn cái Sài Gòn à. Dạ, ăn ở đâu ngon hết không? Thì đương nhiên anh cũng cần một người đi chung với anh để ăn những cái món đó, chứ mình anh sao ăn hết được. Dạ. Em nghe giọng của anh Huy thì cũng ấm, em cũng thích cái giọng của anh Huy. Anh Huy có thích ca hát không? Nói cái này thì thấy hơi buồn chút xíu, tại vì thật sự ra là nhà anh là máu nghệ sĩ. Nói chung là nhà anh ai cũng hát hay hết trừ anh ra. Vậy là anh với em có một điểm giống nhau nữa rồi đó. Hiện tại thì gia đình anh Huy ở Sài Gòn luôn hay sao anh Huy? Gia đình của anh thì nó cũng là một cái gì đó nó khiến cho anh không có bất lợi khi mà anh tìm một cô gái á. Tại vì ba anh mất rồi. Dạ. Mẹ anh thì mới vừa bị đột quỵ vào năm 2014. Ồ. Là cũng mới đây cho nên là anh còn có một mình. Chia buồn với anh Huy. À. Anh Huy ơi, anh Huy sinh năm bao nhiêu vậy? Anh sinh năm 89 đó em. Dạ. Có kỵ tuổi em không? Không có quan trọng tuổi kỵ hay không đâu anh. Anh 1m8. Dạ. Em có hy vọng gì ở anh không? Em cũng không biết hy vọng sao, nhưng mà em đang hình dung ở trong trí tưởng tượng của em á, là 1m8 là cũng cao lắm luôn. Với lại giọng trầm ấm, anh có những cái chia sẻ rất là thật lòng. Phụng ơi. Dạ. Đến với chương trình á, anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em á. Dạ. Thì anh không có phải là mua cái này cái nọ tặng em là một cái kỷ niệm gì đó, nhưng mà thật sự nhà anh cũng là gốc chè á. Dạ. Cho nên là anh muốn mời em dùng một cái bánh lăng. Anh chỉ làm cho bạn gái anh ăn thôi, cái này nói thiệt. Anh hy vọng là em ăn thử với.
cảm ơn anh, cảm ơn về cái bánh lăng anh đã tặng em. Bây giờ là anh phải chia tay em rồi thì dạ. Chút nữa mình sẽ gặp lại, nhưng mà bây giờ anh muốn nắm tay em, nhưng mà cái tay anh á nó đổ mồ hôi á. Dạ. Tại anh hay bị đổ mồ hôi tay mồ hôi chân. Dạ. Em có ngại không? Dạ không sao anh. Dạ rồi, nắm tay anh nha. Tay anh giống tay con gái lắm. Anh nói thiệt, tay anh nhỏ xíu mà. Ờ, anh là người to xác gì có bàn tay phụ nữ đó, ai cũng nói anh vậy đó. Trở thành tim độc quá đi. Em xài một nước hoa này cũng quen ta. Thôi không đáng đâu, để là một cái gì đó nó bí mật đi. Dạ. Rồi, anh chào em nha. Dạ em chào anh Huy. Hy vọng là anh sẽ được gặp lại em nhiều hơn. Dạ. Anh đi nha. Dạ rồi em chào anh Huy. Cảm nhận của mình về bạn trai đầu tiên á là một người gọi là tình cảm sâu sắc. Chắc là một người đàn ông của gia đình. Cái cảm xúc á mà lúc nắm tay bạn trai đầu tiên á, cảm thấy rất là thương. Tại vì tay lạnh ngắt hả, mà rất là run, kiểu đang rất là sợ. Mà tay rất là bé, rất là dễ thương. Dù đã gặp Phụng rồi nhưng mà tim Huy cũng chưa có ngừng đập được. Không biết nữa là có cần phải uống thuốc trợ tim không nữa. Chung là đang rất là háo hức. Cũng rất muốn là Phụng sẽ chọn Huy, là sẽ cùng Huy đi ăn những món ngon ở Sài Gòn. Huy không biết là các bạn có bao giờ bị điện giật chưa, thì chứ Huy thì Huy vừa bị điện giật á. Và địa điểm cho cuộc gặp gỡ thứ hai là trong không gian của cửa hàng đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ tại The Garden Mall. Ứng cử viên thứ hai là Lâm Minh Du, 26 tuổi, đang làm MC và đạo diễn sự kiện. Du là chàng trai tinh tế, biết cách làm người khác cười. Trong tình cảm là người chung thủy, không thích gò bó nhưng đôi lúc cũng hay ghen. Sau khi mà mình xem cái profile của bạn nữ thì đầu tiên thì phải khen bạn nữ chụp hình rất là dễ thương, rất là xinh, rất là ăn ảnh. Không biết bên ngoài thì có được như trong hình hay không. Trong đây có khá nhiều cái đặc điểm tính cách mà Du thích, nhưng mà cái Du thích nhất ở đây là bạn tập trung vào công việc và dành thời gian chăm sóc cho mẹ mình. Có rất là nhiều chi tiết, giống như là cũng là một người linh động nè, nó vui vẻ, tự tin. Hiện tại thì mình cảm thấy mình và bạn nữ này phù hợp hơn 60%. Anh chào em. Dạ, em chào chàng trai thứ hai ngày hôm nay của em. Em có hồi hộp không? Không. Sao anh hồi hộp quá? Anh tên là Du. Minh Du. Du. Minh Du anh. Du ạ. Dạ. Anh Du, chắc anh Du biết tên em rồi. Đúng rồi. Tên dạ. Em có 4 chữ đẹp lắm. Dạ. Anh Du ơi. Hả? Thì hiện tại anh Du đang làm công việc gì? Anh đang làm MC và đạo diễn sự kiện chương trình. Anh Du đang hoạt động nghệ thuật hả? Đúng rồi. Anh Du làm MC chứ anh Du hát hay lắm anh Du. Hát thì được thôi chứ không hay lắm đâu. Cũng tùy theo cảm nhận người nghe nữa. Vậy anh Du có thể hát cho em nghe thử một đoạn nào đó được không? Hát bây giờ luôn hả? Dạ một chút xíu thôi cũng được. Hồi hộp quá à. Em đưa tay anh nắm đỡ hồi hộp nha. Dạ ok anh. Sao tay anh lạnh quá nha. Vậy anh hát vài câu ha. Dạ. Dù trong mưa tôi xin đưa em đến cuối cùng đời. Dù trong mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lần đây, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Anh Du hát hay mà, em cảm ơn anh Du. Anh được biết thì quê em ở Long An đúng không? Dạ đúng rồi anh, em ở Tân An. Em có thường xuyên về quê không? Dạ cũng thường. Được sau chương trình thì có dịp mong là anh sẽ trở về quê thăm gia đình ha. Dạ. Anh Du ơi. Hả? Thì hiện tại là gia đình anh Du đang ở chung với anh luôn hay là ở quê? Anh ở riêng, gia đình anh thì cũng ở Sài Gòn luôn. Dạ. Khi mà nhìn đọc cái profile của em á thì anh thích nhất cái điểm là em nói anh tập trung vào công việc và chăm sóc mẹ. Dạ. Mẹ em đang bệnh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tại vì á, cái tiêu chí đầu tiên mà để anh chọn một người bạn gái á, cái tiêu chí mà có hiếu là quan trọng. Hầu như là tiêu chí đầu tiên của anh chọn luôn á.
Tại vì anh nghĩ anh cũng là một người có hiếu. Một người mà họ có đủ tình yêu đối với gia đình, cha mẹ của mình đó, thì họ mới có thể có đủ cái tình yêu để mà yêu một người nào khác nữa. Anh Du có khái niệm gì về tình yêu không? Thì đơn giản thôi, chỉ cần hai người hiểu nhau, tôn trọng nhau. Anh tin là có cái chuyện mà tình yêu sét đánh. Có nghĩa là có những người á, chỉ cần gặp nhìn nhau lần đầu thôi là đã thấy thích rồi. Nếu mà kêu giải thích tại sao thích thì khó giải thích lắm. Dạ. Anh thấy thêm một chi tiết nữa, anh rất là thích ở em. Dạ. Ngoài cái chi tiết mà em chăm sóc mẹ ra thì chi tiết thứ hai là chi tiết nấu ăn, nửa cơm da chánh. Em nấu ăn ngon lắm đúng không? Em nấu ăn cũng được, em cực kỳ thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích dọn dẹp thôi. Không sao, tại vì anh không biết nấu ăn nhưng mà anh dọn dẹp được. Cho nên dạ, có thể anh sẽ phụ em nấu ăn bằng dạ, cách là làm những cái công tác chuẩn bị thôi. Chứ còn sự nấu ăn thì anh không có biết nấu. Công tác chuẩn bị với công tác dọn dẹp nữa anh. Rồi đầu và kết ha, em là người trung tâm hay gì. Đối với chương trình thì anh cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ tặng cho em làm kỷ niệm. Dạ, cảm ơn anh Du. Khi mà ảnh đã là MC đứng trước rất là nhiều khán giả để dẫn chương trình, em nghĩ là ảnh đã tự tin lắm rồi. Nhưng mà khi gặp em á thì tay của ảnh cứ rung bay bẩy mà cũng rất là lạnh, nhìn rất là thương. Và em cũng rất là tò mò, hôm nay xuống được hai chàng trai, một chàng trai là tặng bánh răng và một chàng trai là tặng quà. Nhưng mà em không biết là trong đây là cái gì nữa, em chia sẻ cho mọi người luôn nha. Một cây son, nói chung là em đánh giá anh này là tâm lý lắm rồi đó, tại vì em cực kỳ thích son. Bạn nữ thì khá là dễ thương, nói chuyện cũng thoải mái, cảm giác cũng rất là gần gũi và cũng rất là thích bạn nữ này. Vì đây là vấn đề về cảm xúc cho nên là mình cũng không nói trước điều gì cả. Tự tin thì cũng không dám là tự tin là bạn nữ sẽ chọn mình, nhưng mà mình có một cái cảm giác là bạn nữ sẽ chọn. Sắp tới đây á, mình gặp chàng trai thứ ba, đây cũng là chàng trai cuối cùng rồi, thì mình hy vọng á ở chàng trai này có những cái sự hài hước, có những cái điều mà bất ngờ đột phá hơn hai anh trước. Tiếp tục di chuyển đến địa điểm cuối cùng cho cuộc gặp gỡ thứ ba là sân khấu Vọng Nguyệt nằm tại lầu 3 của The Garden Mall. Ứng cử viên thứ ba là Ngô Chí Đại, 26 tuổi, MC tổ chức sự kiện. Đại có tính cách vui vẻ, hoạt ngôn, là người sống tình cảm, đôi lúc cảm thấy cô đơn nhưng ít chia sẻ được với ai. Sau khi mà xem xong hồ sơ của bạn Phụng á, thì mình thấy có rất là nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như là cô ấy có cùng độ tuổi với mình là 1992. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những thông tin mà mình cảm thấy rất là phù hợp. Có một điều của cô ấy mà Đại làm Đại rất là cảm thấy tò mò, đó là cái sự có hiếu của cô ấy. Cô ấy có ghi thông tin là mình đã ế rất là lâu rồi, mà lý do duy nhất thôi đó là bởi vì cô ấy ở nhà chăm sóc mẹ mình, là một người mẹ đang bị bệnh. Và đó là một cái điều mà Đại rất là tâm đắc và cảm thấy rất là thú vị về cô gái này. Sau những thông tin này thì chắc chắn rằng trên 70% là mình cảm thấy hợp với cô gái này. Chào Phụng. Em dạ, đã lâu chưa? Dạ hồi nãy giờ rồi. Dạ em chào anh. Không biết là cảm giác của em bây giờ như thế nào? Em đang hình dung anh đó, em đang tưởng tượng, từ nghe giọng nói của anh mà tưởng tượng trong đầu á. Tưởng tượng anh là một người như thế nào, em có thể chia sẻ với xíu không? Ví dụ như cao, ốm hay là như thế nào? Chắc ốm hả anh? Tại vì em hy vọng là một người thân thoảng thôi, ốm thôi. Thoảng dạ. Chắc có lẽ là điều kiện này chắc đáp ứng được.
anh biết cũng khá là nhiều thông tin về em. Dạ. Cũng thấy có gì đó rất là tương đồng, ví dụ như là mẫu bạn gái lý tưởng của anh trước khi mà đến đây á. Dạ. Thì anh quy định rằng là phải thấp hơn anh một tí xíu. Dạ. Anh thì 1m7 thôi, nhưng mà anh muốn bạn gái của mình là khoảng tầm 1m6, 65 hoặc là tầm 1m6 là được. Và tóc dài, thích nấu ăn, vui vẻ, đi du lịch. Gần như là những thông tin của em là anh cảm thấy rất là thích và rất là hài lòng. Em có thể chia sẻ cho anh được biết là người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em thì cũng đơn giản lắm. Đối với em thì trước đây á, em đặt ra cho mình một cái người yêu lý tưởng rất là giống như là một người hùng hoặc một cái gì đó gọi là rất là to lớn. Nhưng rồi đến thời điểm hiện tại á, sau những cuộc tình của em và đến thời điểm hiện tại thì em thấy là em không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho người yêu mình hết, mà quan trọng là hai người yêu nhau như thế nào thôi. Dạ. Tức là sau những lần mối tình trước đúng không? Dạ. Mình rút ra kinh nghiệm là mình không cần phải có một cái mẫu liệu người lý tưởng. Dạ. Cũng giống như anh thôi, thật ra thì cái tiêu chuẩn nó chỉ là tương đối thôi. Mình gặp một người đó mình cảm thấy thích, cảm thấy an toàn, cảm thấy cho mình cái sự rung động là được. Anh cũng không có quan trọng lắm chiều cao hoặc là cái vẻ bề ngoài cho lắm. Anh cho em hỏi tên anh với. Bây giờ anh chưa giới thiệu tên đúng không? Dạ đúng rồi. Anh tên Đại. Dạ. Tên đầy đủ là Ngô Chí Đại. Dạ. Anh thấy có một điều khá là đặc biệt trong cái profile của em á, tức là em đã cũng là một người con gái rất là xinh theo thông tin có được biết. Dạ. Cũng khá là đẹp, dễ thương, dễ gần, nhưng mà không biết tại sao em lại FA trong một khoảng thời gian cũng khá là dài. Có phải là mình chưa được tìm được người yêu lý tưởng không? Dạ chắc là vậy đó anh, cho nên em cũng muốn tham gia chương trình để tìm một nửa của mình. Dạ, có cơ hội để tìm một người thích hợp cho mình. Dạ. Anh là con thứ mấy trong gia đình? Anh là con một. Không biết là với một người yêu mà mình hình dung trong tương lai á, thì có bao giờ em nghĩ rằng người con trai con một cảm thấy khó khăn cho mình không? Có chút. Chút. Dạ. Với em thì quan trọng là tình cảm thôi, chứ còn những cái yếu tố xung quanh thì khi mà mình muốn có thể thương nhau thì có thể là không thành vấn đề lắm. Và ngày hôm nay thì anh sẽ có một món quà khá là đặc biệt dành cho em. Đó là một ca khúc làn điệu dân ca Vọng Kim Lan. Không biết là em có muốn nghe không? Anh mời em đứng lên. Bây giờ chuẩn bị nghe nha. Ôi túi xanh mộng mơ, dân dương tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời, ngày anh về lứa đôi thành hôn. Ca khúc đến đây là hết rồi, anh chỉ nhớ được một đoạn thôi. Dạ, em thấy rồi. Như thế nào? Dạ, anh hát hay. Anh cảm thấy là cái tay em đang rất là lạnh. Dạ. Không biết là cảm giác em như thế nào. Lâu lắm. Nhiều hơn hay không, nhưng mà mình cảm thấy rằng cô gái này cũng khá là lý tưởng, khá là phù hợp với mình. Từ cái việc mà tính cách này, cách nói chuyện và gần như là cũng khá là có chiều sâu, cho nên là mình cũng đang rất là tò mò và muốn tìm hiểu bạn nữ này kỹ hơn. Nếu như mà có cơ hội để được lựa chọn thì mình sẽ tạo rất là nhiều sự bất ngờ cho bạn nữ này. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình.
Em chào ba anh. Cho em đoán nha. Anh Huy là anh áo trắng đúng không? Sao em biết anh vậy? Dạ tại vì lúc nãy em bước vô á thì phía sau anh em nhìn được là anh mặc áo trắng. Còn anh tiếp theo là anh Du. Anh Du là người đứng bên tay phải em đúng không ạ? Em cứ tin là cái dự đoán của mình là đúng đi. Dạ em nghĩ là đúng. Phía bên tay trái em chắc là anh Đại. Nhưng mà tại sao em lại nghĩ là anh Đại? Tại vì lúc nãy á em nhớ là anh có nói với em chiều cao của anh nó là 1m7. Cho nên là em nói là anh Đại đúng không anh? Chính xác. Chúc mừng em đang đúng hết ba người luôn rồi. Dạ em mời ba anh quay lại. Trời, ai cũng đẹp trai hết. Bây giờ thì team đã hết đập tình thịt rồi. Nhưng mà nghĩ trong đầu là hai đối thủ của mình chắc chắn cũng mạnh tọn lắm đây. Mà thật sự là ra gặp hai đối thủ, đẹp trai thiệt. Cho nên là cái sự tự tin nó tụt thêm một miếng nữa. Thì sau khi mà gặp được hai bạn nam mà cùng với Du thì mình cảm thấy là hơi bị hồi hộp hơn lúc đầu nữa. Bởi vì nếu mà bạn nữ mà thích một chàng trai đẹp thì chắc chắn là mình sẽ rớt rồi. Cũng gần đến lúc mà phải có sự lựa chọn rồi. Mình cảm nhận rằng là mình sẽ là một trong những người mà bị loại đầu tiên. Cho nên cũng đang rất là hồi hộp rồi. Đang chờ đợi xem kết quả như thế nào. Giây phút quyết định khó khăn cũng đã đến. Liệu Ngọc Phụng sẽ tặng hoa từ chối chàng trai nào khi đứng trước ba anh chàng vô cùng lịch lãm này? Để mà đưa ra quyết định mà chọn người nào á thì thật sự là rất là khó khăn. Tại vì ai cũng có những cái ưu điểm riêng mà không ai giống ai hết. Chọn người này thì lại mất người kia. Có thể chọn hết được thì chắc mình cũng chọn hết. Em cảm ơn món quà của ba anh. Em cảm ơn son của anh. Em cảm ơn anh. Món quà này sẽ là món quà mà đánh dấu lần đầu tiên gặp gỡ của hai đứa mình. Em cảm ơn bánh lăng của anh. Nè, há miệng nè. Nè, đưa tay đây. Bình tĩnh nha, nó đập tới giờ vẫn đập luôn nè. Em cảm ơn sách của anh. Gửi tặng cho em đó là một quyển sách mà anh cảm thấy rất là tâm đắc. Một quyển sách đó tên là Vô Thường, gửi tặng cho em. Dạ. Mỗi người á đều có ưu điểm, đều có những cái mà em thích. Sao ta? Em bớt rung. Nhưng mà nếu mà được chọn á, nếu mà được chọn giữ lại hết thì chắc là em sẽ giữ lại hết ba anh. Tại vì em không muốn mất anh nào hết. Tại vì thời gian mà chương trình cho mình gặp nhau để nói chuyện với nhau quá ngắn, chỉ có vài phút thôi. Cho nên có thể là em biết là quyết định của em cũng có thể là không chính xác. Cho nên dù em có chọn ai đi nữa thì sau chương trình mình cũng có thể có Facebook của nhau để nói chuyện với nhau, để tìm hiểu nhau thêm. Thấy anh rồi đó. Em hiểu mà. Em cảm ơn. Em cảm ơn anh Huy. Rất là khó khăn để đưa ra cái quyết định này. Dù có không chọn bạn đó thì mong là sau chương trình thì mọi người vẫn là bạn bè với nhau. Em cảm ơn anh Du. Em cảm ơn anh Đại. Xin lỗi anh Đại. Và mình sẽ tặng hoa cho một người, đó là anh Đại. Anh Đại là một người rất là dễ thương, năng động. Nhưng mà ảnh có thể phù hợp với nhiều người khác hơn. Hoặc là do là mình chưa có tìm hiểu được ảnh nhiều, cho nên mình sẽ không chọn ảnh. Cảm ơn em. Sau chương trình thì em mong là anh với em vẫn làm bạn. Tại vì có thể là em quyết định cũng không đúng lắm. Tại vì do là mình gặp nhau quá nhanh đi. Dạ. Cảm ơn em, ôm một cái nha. Dạ.
Thật ra thì đến với chương trình lúc đầu thì mình cũng hy vọng rằng tìm cho mình được một người bạn để có thể tìm hiểu xa hơn. Nhưng mà sau khi mà có những sự lựa chọn thì mình không may mắn là người phải đi đâu ra về sớm. Phụng ơi, sao em cứ làm tim mình rung vậy Phụng? Hai anh cảm nhận như thế nào vậy bây giờ? Anh thì anh nghĩ là em chọn anh thôi. Tại vì khi mà gặp hai chàng trai còn lại thì nhan sắc của hai người đó quá vượt trội so với anh. Cho nên là anh, nếu anh nghĩ mà em mà người một người con gái mà thích ngoại hình nữa thì chắc chắn em sẽ không chọn anh. Nhưng mà chắc lẽ anh suy nghĩ sai. Anh có một cái ngoại hình mà em thích, tại vì người thoảng thoảng. Nếu em nói vậy chắc như anh bị loại vậy. Tim hồi nãy đã ngừng đập. Cái khoảnh khắc đó là nó ngừng đập, nó không đập nữa. Khi em chọn một sự lựa chọn, anh nắm chắc luôn là chắc chắn là anh rồi đó. Em cứ nhìn về hướng anh hoài, anh rất là sợ mà. Thấy anh đói bụng hết chưa? Ừ, thì anh cũng đói bụng rồi. Nếu em ăn thì... Bây giờ mình đi ăn nha. Ok, ngoài anh em chưa? Sau chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn theo đuổi bạn đó. Bởi vì mình cảm thấy theo đuổi một cái kiểu như là tình bạn... Trên tình bạn một xíu để mình có thể biết rằng mình với cô ấy có một cái điểm gì chung hay không. Tại vì... với một cái buổi ngắn như vậy thì chắc chắn rằng mình không thể nào tìm hiểu được hết. Và biết đâu cái sự lựa chọn của cô ấy là chỉ là cảm tính lúc ban đầu. Theo dự đoán của mình thì cái người mà có sự lựa chọn cao nhất là anh Huy. Bởi vì anh ấy khá là đẹp trai và soái ca nữa. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn chúc cho hai bạn nam thể hiện rất là tốt. Để có thể giành lấy cho mình cơ hội tìm thấy một nửa kia của mình. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Năm, lùi, một, hai, ba, hai, ba, bốn. Anh Huy đã trả lời đúng câu này rồi. Phải cho tao thắng chứ. Và trước tiên, cả ba sẽ đi ăn trưa cùng nhau tại khu ẩm thực ở The Garden Mall. Nói chung là bây giờ ngồi ăn với em thì anh cũng không có hình dung được. Anh cũng chưa biết được là sự lựa chọn của em là cho anh, là cho kia. Em cũng chưa ra quyết định, mà tại vì em mới gặp hai người thôi mà. Anh... Nếu mà chọn thì có thể chọn hết được không? Mình có hơi táo quân. Bây giờ đang... Em đang chọn người yêu đó mà chọn hết. Bây giờ đang em tham lam quá. Đang chương trình thực tế cho nên là anh quyết định là dù em có chọn hay không anh sẽ đánh bại đối thủ gì. Chị kỳ vậy. Chụp ba. Rồi, ba thấy anh tao già nhất rồi, thấy không? Tao bị loại rồi. Thôi, đừng cái gì vậy. Mọi người ngồi đi để em làm cho. Anh bị dướng á. Anh bị dướng cái nào? Dướng của anh nó hơi bị vui á. Lúc ăn bò anh ngứa, lúc anh ăn gà anh ngứa, còn hải sản anh ngứa. Bỏ gà, hải sản vậy kêu thi bò nè. Không, anh cho ăn mì và rau không sao cả. Xin phép chương trình anh đi ra lấy đồ của anh được không? Lấy gì vậy? Tự nhiên mà. Lấy phải lấy cái đồ, món đồ cần thiết. Để đồ cơm, giờ anh lấy đồ cơm nha. Anh dễ thương lắm, anh biết sao em cảm ảnh không? Nói em nói chuyện với ảnh rất ít. Em giống như em chưa hỏi được nghề nghiệp của ảnh luôn á. Mà ảnh nói chuyện rất là thật. Canary nói xấu tôi phải không? Thôi không nói nữa, Canary nói xấu. Đây kia, hoa một cái rồi. Nhiều quá không tốt. Cảm ơn. Thơm quá. Ông này ông chu đáo thiệt luôn á. Đây là chỉ thôi mà mình không được với ông. Bóp tôm cho em nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh ăn đi. Không, để em ăn rồi mới ăn. Cảm ơn anh. Vậy em múc cho anh chứ, không hai anh tự múc đi. Tại vì như vậy sẽ khó xử. Ok. Không, em cứ múc cho anh nó trước đi, không sao cả. Tại vì anh nó múc cho em rồi. Anh thấy anh quá trời hờ hững. Tự nhiên. Sao đâu, Huy lộ xin. Thôi, đừng nói như vậy. Anh thì... Huy lộ xin mà. Ngon lắm. Kêu mình ăn ngon phải vậy nè. Quá. Đến bằng cái nước tương hả? Sau buổi ăn trưa, Phụng cùng hai chàng trai sẽ tiếp tục trải nghiệm những hoạt động thú vị của chương trình để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Di chuyển đến câu lạc bộ bắn cung tại nhà văn hóa thanh niên,
cả ba sẽ cùng được học và trải nghiệm bộ môn bắn cung. Liệu hai chàng trai sẽ thể hiện tài năng của mình thế nào? Mời các bạn vào đây. Dạ. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các cái động tác cơ bản nhất trong bộ môn bắn cung ha. Đầu tiên khi mình chơi bắn cung thì mình cần cái bảo hộ để em bảo vệ cánh tay và ngón tay khi mà em chơi bắn cung. Cái nguyên tắc của môn bắn cung nó rất là đơn giản, làm đúng động tác, thả lỏng người ra. Giờ các bạn, hai bạn quan sát cái động tác của chị ha. Yeah. Động tác thứ nhất là nâng cung. Động tác thứ hai là kéo dây cung. Và động tác thứ ba là để ngay mép mũi của mình áp sát vô như thế này. Và hai mắt mình sẽ nhìn vô cái đầu mũi tên này. Rồi mời em vào vị trí. Trong cái phần thi này á thì mỗi người sẽ có 3 mũi tên. Cả hai sẽ khởi động cùng một lúc mũi tên đầu tiên. Sau kết thúc 3 mũi tên thì mình sẽ tính tổng số điểm của 3 mũi tên. Thì cái cách tính điểm, màu vàng sẽ là 10 điểm, màu đỏ 9, màu xanh là 8, màu đen là 7 và màu trắng là 6 điểm. Yeah. Miễn sao mình bắn trong cái vòng còn màu trắng là mình sẽ được 6 điểm, ít nhất là 6 điểm. Còn ngoài là còn nếu mà nằm ở ngoài là 0 điểm. Dạ rồi. Cho nên hai bạn cố gắng làm sao mình phải thật là bình tĩnh để mình đạt được cái số điểm cao nhất. Chuẩn bị, bắt đầu, dương cung. Huy và Du sẽ thi đấu với nhau. Ai sẽ giành chiến thắng và nhận được món quà bất ngờ từ Phụng? Bắn. Oh my god. Sau hai mũi tên đầu tiên, Huy được 6 điểm và Du thì chưa ghi được điểm nào. Và bây giờ sẽ ưu tiên cái lượt bắn đầu tiên cho Du. Tốt lắm, chưa có điểm nào luôn. Mà vô ngừng lại cho em. Thua chắc rồi. Sao lại thiếu tự tin như vậy? Tiếc còn 3 tên mà mất 2 tên rồi. Chơi game mà mình phải tự tin lên. Không có điểm. Khi hai bạn bắn xong hai mũi tên thì Huy vẫn ghi được 6 điểm và Du thì vẫn chưa có điểm nào. Em vẫn còn cơ hội để cố lên anh dùng để thắng Huy nè, em cố gắng. Có cơ hội rồi, có cơ hội rồi. Ông không cần phải bắn luôn. Ông nói gì? Phải bắn hết hai mũi tên để mình coi điểm số của mình là bao. Có cơ hội rồi. Tốt quá. Ủa sao nãy nhắm vô được mà sao tự nhiên bắn ngoài không được ta? Thì anh Huy ghi được 6 điểm và Du thì vẫn chưa có điểm nào. Nói chung là mình thì mình cũng không biết là cái bạn Phụng á thử thách cái môn bắn cung này là về thể lực hay là về độ tinh tế hay là về một cái gì đó để tìm hiểu về cái bạn nam mà bạn nó muốn đến. Nhưng mà mình thấy cái bộ môn bắn cung này là thật sự luôn mình nghĩ là khó. Không biết là bạn nữ có muốn cho hai bạn nam lại một cơ hội không? Phát cuối. Chị nghĩ là cho hai bạn thêm một cơ hội. Dạ, em cho hai anh. Sau 3 mũi tên, Huy đang có lợi thế hơn Du. Nhưng Phụng vẫn muốn cho Du thêm cơ hội nữa. Liệu may mắn có đến với Du trong lần bắn cuối cùng này? Thắng rồi đó, nó thắng rồi. Không tin được. Cố lên. Huy không biết là trực giác của Huy hay là sau đó. Thì thật sự đáng lẽ ban đầu là Huy thắng rồi. Tại vì 3 mũi tên đầu là Huy có 6 điểm và Du 0 điểm. Nhưng mà Huy thấy là Phụng vẫn muốn cho Du thêm một cơ hội. Thì cho thêm cơ hội thì thắng. Nhưng mà cũng là một cái gì đó thấy có hai người cũng có vẻ hơi thích nhau ấy. Thì cũng như là điểm số trên bảng rồi. Thì anh Huy thua rồi. Em sẽ tặng quà đó cho anh Du. Chúc mừng Du. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Anh nhắm mắt lại đi. Cái gì vậy? Rồi, không vui rồi. Vui rồi. Cảm ơn em. Cảm giác lần đầu tiên mà tiếp xúc với bạn nữ mà lại được hôn như vậy thì cảm giác rất là đặc biệt. Có chút sung sướng trong đó.
Không biết là với cái nụ hôn này nó có làm cái tiền đề để mà tiếp tục vô vòng trong khi bạn gái chọn mình hay không? Đây cũng là một cái game lần đầu mình trải nghiệm cho nên là cũng không thể nào mà ai là giỏi hơn ai được. Chung là cũng tùy vào sự may mắn nữa. Có thể vô may mắn hơn Huy trong hôm nay. Nhưng mà hãy đợi đó, Huy không bỏ mất cơ hội đâu. Mình nghĩ là chắc anh Huy sẽ buồn khi mà thấy em dành tặng cái nụ hôn đó cho anh Du. Theo như mình nghĩ á, thì sẽ còn nhiều thử thách khác để cho anh Huy có cơ hội chứng tỏ mình hơn và cố gắng hơn. Em mong là anh Huy sẽ hoàn thành tốt những cái thử thách sau đó nữa. Anh Huy ơi, cố gắng lên. Trên xe di chuyển đến nhà hát Bến Thành, cả ba sẽ được trải nghiệm hoạt động tiếp theo là học khiêu vũ để tiếp xúc, cảm nhận tình cảm về nhau nhiều hơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ First Day. Mình tên là Sơn Hải, chủ nhiệm của câu lạc bộ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vũ điệu cha-cha-cha, một trong các vũ điệu gọi là tương đối dễ nhảy và vui. Lớp học chúng ta bắt đầu. Các bạn làm theo mình nha. Đầu tiên, chân phải chúng ta đưa sang ngang qua bên phải và trọng tâm nằm ở bên chân trái. Chân phải là một chân tự do và theo nguyên tắc phải thì lùi, trái thì tiến. Chuẩn bị 2 3 lùi, 1 2 sang ngang, 3 4 5 trái tiến, 1 2 3 4 5 lùi tiến, 1 2 cha 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 lùi tiến cha cha cha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cách vào đôi. Tập với thầy luôn phải không? Okay. Bây giờ mình đang đếm theo nhịp 1 2 3 4 5 cho nên nó dễ nha. 1 2 sang ngang, 3 4 5 lùi, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 tiến lên lùi xuống, 1 2 3 4 5 chân dậm tại chỗ là số 2 đúng rồi, 3 4 5 mỗi chân một số. Rồi sau khi mình đã học xong bước cơ bản của điệu cha cha cha, thầy sẽ kiểm tra độ ăn ý của hai người, tất nhiên một nam một nữ, và bạn nữ sẽ thay phiên nhau nhảy với hai bạn nam. Thầy sẽ quan sát xem thử đôi nào ăn ý nhất. Đây là kỳ lạ phần không vậy? Bánh tô xì. Rồi, vậy chút đi. Thua rồi, vậy chút đi. 2, 3, cha cha cha. 2, 3, cha cha, vô. 1 2, 3, cha cha cha. Đúng rồi. Okay. Khi mà nhảy cùng bạn nữ á, thì do là cả hai đều chưa biết khiêu vũ và động tác thì cả hai cũng chưa có thể là nhớ hết nữa, nhưng mà có một cái cảm giác là dìu nhau được, ăn ý với nhau, hỗ trợ cho nhau được nên cảm thấy cũng khá là hợp. Không biết là bạn nữ nghĩ như thế nào. 2, 3 cha cha vô. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Về anh Huy thì nhảy cùng bạn nữ thì thật ra thì về ngoại hình thì hai người rất là đẹp đôi. Về nhảy thì cả ba người đều nhảy rất là kém. Nhưng mà vẫn có cái cảm giác thì anh Huy và bạn nữ đó nhảy không hợp lắm. Chưa ăn ý cho lắm. Có lẽ là chưa ăn ý bằng Du với bạn nữ. Nói chung là tất cả các bạn đã có cố gắng.
đối với bạn đầu tiên ha. Dạ. Bước nhảy của bạn nhẹ nhàng và có thể mình cảm giác rằng bạn có thể điều khiển nữ và có thể đưa nữ theo ý của mình hoặc hỗ trợ cho nữ, điều đó rất tốt trong khiêu vũ. Và sau đó là bạn Huy rất cố gắng trong bước nhảy, nhảy nói chung là cũng có máu lửa đó, nhưng hầu như chân ít hoạt động, chân của bạn còn hơi nặng và hơi bị trì, cái bước nhảy nó không được nhẹ nhàng và cái khoảng cách chân lúc nãy mình có nói rồi, mình mới học nên chân mình đi gọn gàng tí, mình lại đi hơi lớn nên đâm ra tốc độ mình nó bị giảm hẳn. Nếu như để thầy chọn thì thầy sẽ chọn bạn Dung. Bạn đã chiến thắng. Vâng. Không không, yeah. Hôm nay có lẽ là một ngày rất là may mắn đối với Du, bởi vì khi mà tham gia hai thử thách của bạn nữ đưa ra, may mắn là mỉm cười nữa, lại là người chiến thắng. Tới giờ Huy vẫn không cam tâm, Huy đã nhìn nắm bắt theo những bước nhảy của thầy, nhảy đúng bước mà cũng cố gắng phối hợp và dìu bạn nữ nhảy theo ý mình rồi. Nhưng mà nói là Huy nhảy nặng nề, chân ít hoạt động, Huy không biết đó có thể là do Huy cao quá, chân dài đã làm bất lợi cho Huy không hay như thế nào. Mà Huy nghĩ là biết đâu Huy không giỏi về môn này nhưng có thể môn khác Huy giỏi hơn. Ok, coi như là hai trò chơi vừa rồi thì Huy đành chấp nhận chịu thua thôi, cũng là do duyên hay là do ý trời đã định. Khi mà nhảy với anh Du thì mình đôi khi mình bị lỗi nhịp á, thì anh Du biết chờ bạn nhảy để mà nhảy cùng, thì khi nhảy với anh Du thì cảm thấy là thoải mái hơn là nhảy với anh Huy. Và địa điểm cuối cùng cho những hoạt động tiếp theo sẽ là khu biệt thự vui chơi giải trí Lan Anh vô cùng hiện đại và sang trọng tại quận 2. Với không gian lý tưởng tại đây, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc để Phụng tìm hiểu kỹ hơn về hai chàng trai và lựa chọn người phù hợp với mình nhất. Chúng ta đã đi hết một ngày cùng nhau rồi, thì bây giờ tiếp theo là một cái thử thách. Em muốn biết được ai là người hiểu em nhất. Đến giờ phút này thì Huy thua hai cuộc, nói chung Huy thua cuộc hai lần rồi. Huy tin rằng nếu như thật sự Huy là người phù hợp với Phụng thì cái chuyện thắng hay thua thì nó không quan trọng, Phụng sẽ chọn Huy. Còn nếu như Huy thật sự là không phải là mẫu người mà Phụng cần thì Phụng có thể chọn Du. Nhưng mà Huy đang nắm chắc phần thua rồi, Huy cảm thấy thiếu tự tin nhất ngay lúc này đây. Em xin đọc câu hỏi đầu tiên của thử thách này. Và các anh sẽ có 3 phương án để lựa chọn, một phương án mà trùng khớp với em nhất. Câu hỏi đầu tiên là: con vật mà em yêu thích nhất là con gì? A. Con chó. B. Con mèo. C. Con gà. Hai anh có đáp án chưa? Rồi. Có thể cho em coi đáp án của hai anh được không? Sao cười? Hai anh có muốn biết đáp án của em không? Muốn. Anh nghĩ là con gà. Anh nghĩ là con chó. Đừng có cười. Sau đây là câu hỏi thứ hai của em. Dự định sau bao nhiêu năm khi yêu nhau thì em sẽ đám cưới? A. 3 năm. B. 2 năm. Và C. là 1 năm. Có cảm giác mình sẽ sai, không biết như thế nào. Giống nhau không? Đây là đáp án của em. D. 1 năm. Anh Huy đã trả lời đúng câu này rồi. Phải cho tao thắng chứ. Bây giờ Huy rất là muốn đám cưới. Chỉ cần một người phụ nữ mà Huy cảm thấy hợp, chỉ cần 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng gì đó là Huy có thể cưới cô ta rồi. Huy cũng chán cái cảnh mà đi làm về một mình, hay đôi khi cái sự cô đơn á, nó ghê lắm, nó đáng sợ lắm. Khi mà bạn bình thường, bạn không nghĩ đến thì không sao đâu. Nhưng có sẽ có những lúc nào đó bạn mệt mỏi 3-4 giờ sáng bạn đi một mình, bạn sẽ nghĩ về cái sự cô đơn đó. Tại vì Huy không còn gia đình nữa. Cho nên là mình hy vọng cuối cùng của Huy là hãy chọn anh nha Phụng. Đây là câu cuối cùng rồi. Câu hỏi là: dự định tương lai mà em thích nhất là có bao nhiêu đứa con? A. 1. B. 2. C. 3. Anh cũng chia sẻ xíu là anh đọc profile em thì anh thấy em giống anh tới 80%, vì bây giờ có những cái thứ sau này là anh không biết em có giống anh hay không. Đối với anh thì dự tương lai thì gái hay trai thì chỉ hai là đủ, và đây là đáp án của anh. Anh giống. Đừng bắt chước nha, chơi kỳ lắm. Bỏ rồi, không sẽ không nữa. Đã quyết định rồi thì giữ nguyên quyết định của mình, đúng sai cũng được.
Dạ. Chắc Du đúng quá. Tưởng sai nữa rồi. Trời ơi, vậy làm sao? Đến thời điểm hiện tại thì cũng có cái cảm giác là bạn nữ sẽ chọn mình. Nhưng mà nó chắc 100% mà tự tin thì cũng chưa đâu. Vì tâm lý phụ con gái thì nó có nhiều thay đổi lắm. Không biết là chút xíu đây thì bạn gái có thay đổi gì hay không thì mình cũng chưa biết được. Phụng sẽ có cuộc nói chuyện riêng để xác nhận lại tình cảm của mình một lần nữa giữa hai chàng trai. Anh có nhiều điểm rất là cực kỳ giống em và cực kỳ giống và anh cũng hiểu ý được em. Anh kia nói em là giống ảnh nhưng mà thật ra em với ảnh, em với anh đó kể về kiến thức về này kia thì nó cũng không giống nhau lắm, không có tương đồng về suy nghĩ. Còn anh với em thì giống nhau nhiều thứ chứ. Anh cũng cảm giác như vậy. Tâm lý của em lúc này là đang đang rất là căng luôn á, căng hơn lúc sáng rất là nhiều. Tại vì lúc sáng á, lúc sáng là em chỉ nói chuyện có 2-3 phút thôi thì nó đưa ra quyết định thì nó cũng đỡ đau lòng hơn. Chưa có 2-3 phút thôi, chưa có tình cảm nhiều, cũng em cũng chưa nhìn được mặt ai. Còn đến thời điểm này á thì em đã tiếp xúc nhiều, tiếp xúc nè, đã đi chơi với nhau cả ngày hôm nay rồi. Đương nhiên với anh Huy thì trong người em cũng có tình cảm rồi, cũng nói chuyện cũng thân với nhau cả ngày nay. Không biết sao nữa. Đây là những cái lúc mà khó xử nhất. Thì em cứ suy nghĩ thôi, tại vì anh rất là tôn trọng cái sự lựa chọn của em. Chắc chắn thì anh vẫn muốn em chọn anh rồi. Còn em chọn ai thì đó là sự lựa chọn của em. Bắt tay anh. Bây giờ là lúc sáng là anh là người hồi hộp mà bây giờ em là người hồi hộp. Rồi, em đặt tay em lên luôn. Dạ. Cái lần nắm tay cuối cùng này thì cái cảm giác nó rất là khác so với cái lần nắm tay đầu tiên. Ở cái lần nắm tay thứ hai này thì cái sự rung động nó đã có và cái sự mà hồi hộp nó tăng rất là nhiều. Và đặc biệt hơn là cái cảm giác là không biết đây có phải là cái lần mà nắm tay cuối cùng của mình với bạn nữ hay không, hay là đây có phải là cái nắm tay là cũng là cái chia tay hay không. Cho nên là cảm xúc nó rất là hỗn loạn và nó rất là rối trong đầu. Bây giờ mình ôm nhau một cái nha. Ở đây đẹp ha. Này mà còn hôm này đẹp á. Em thấy anh buồn buồn. Thì thật sự là cái chuyện suy đoán thì anh đoán được 8% là em chọn ai rồi. Tại vì không phải là anh thiếu tự tin đâu, nhưng mà là anh thấy có những cái thứ giống như là anh không phù hợp với em ngay từ đầu rồi. Em kêu em không thích cái thằng người mập mập với anh. Anh tính anh cũng hơi mập thiệt. Anh có 70 mấy ký, 75 chứ mấy. Không đâu có gọi là mập lắm mà. Anh nghĩ chiều cao của anh 8-75 ký là cũng vừa. Thì giờ fit lại cái body là được. Theo anh thì tình yêu chân thật đến từ con tim. Chứ không phải là đến từ điểm số hay là đáp án, không phải là điểm số thắng thua của một cái game hay một trò chơi. Nó không thể nào đong đếm được. Hay là đáp án trùng khớp hay không. Có thể hôm nay là thần may mắn không mỉm cười với anh. Chương trình đã cho anh rất là nhiều trải nghiệm ngày hôm nay. Đã cho anh được gặp em. Nói chung là anh sẽ không quên được ngày hôm nay. Vậy trong đầu anh hiện tại đang nghĩ như thế nào? Anh nghĩ anh sẽ là người ra về. Anh nghĩ là chắc thôi thì ông trời không chưa muốn cho anh có vợ thì anh hãy tiếp tục sống độc thân đi. Còn khi nào mà không cho anh có vợ thì anh sẽ có vợ. Em nói rồi, em không thích con trai thiếu tự tin. Anh không phải là anh thiếu tự tin mà bây giờ tại vì những cái gì trước mắt mình nó đã show ra hết như vậy rồi. Em hiểu không? Thật sự tâm trạng của anh bây giờ anh chỉ muốn đàn một bài nhạc để cho nó quên cái cảm giác cảm xúc một chút xíu. Bây giờ anh muốn đánh một bài, em muốn nghe không? Do Huy là người sống tình cảm quá hay là
Huy sống nội tâm nhiều hơn, thiên nội tâm hơn là lý trí, cho nên là cảm xúc hôm nay nó sẽ rất là nhiều cảm xúc đối với Huy ngay lúc này. Nếu mà ngồi đây tiếng hai tiếng nữa bài nhạc buồn chắc Huy khóc thật. Cô gái này cũng mang lại một cái gì đó cho Huy cảm thấy rất là đặc biệt, một cái điều gì đó mà Huy rất là muốn tìm hiểu. Anh rung rồi. Gần hết bài rồi mà rung. Dạ. Anh có thể nắm tay em cho anh bớt rung. Anh vẫn rung quá. Âm. Này là âm dương mà. Có biết rồi nữa không? Sau hai cái nắm tay vừa qua của mình và anh Huy cũng như là anh Du, thì bây giờ cái nắm tay đã có tình cảm hơn, đã có cảm xúc hơn, không còn bị bối rối giống như lúc sáng. Hôm nay là ngày xui xẻo, nhưng mà là cái ngày anh sẽ không bao giờ quên, ngày đáng nhớ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, anh có thể ôm em không? Dạ. Cảm giác hồi sáng khi anh ôm em mà ăn bánh lăng. Dạ. Suốt từ sáng đến giờ á thì tiếp xúc với nhau rất là nhiều, rồi nói chuyện, rồi gặp gỡ nhau, tham gia những cái trò chơi, thì bắt đầu dần dần có tình cảm với nhau nhiều hơn. Để hiện tại mà đưa ra quyết định á thì nó cũng quá khó khăn, vì chỉ có một ngày thôi và phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, thì đây cũng là một quyết định mà gọi em rất là đắn đo suy nghĩ, khó xử quá à. Phải làm sao đây? Và một điều bất ngờ đến cuối ngày là sự xuất hiện của bạn thân của Phụng. Xem ra cô nàng đang cần có sự tư vấn từ cô bạn thân để giúp mình đưa ra quyết định cuối cùng. Trước khi mà em phải trao cái hoa này cho ai á, thì em muốn là hai anh gặp bạn của em một chút xíu. Đây là bất ngờ của em dành cho hai anh. Đây là bạn học cùng với em từ năm cấp 2 và tụi em chơi thân với nhau tới hiện tại luôn. Đây là Trúc. Đây là anh Huy. Đây là anh Du. Chào Trúc. Chào Trúc. Thì Trúc có muốn hỏi hai anh cái gì không? Tại vì bây giờ không cứu với. Thì không biết là sáng giờ hai anh đi chơi với bạn em á, hai anh thấy Phụng như thế nào? Thì thời gian thật sự là cũng nhiều. Anh thấy Phụng thì cũng sâu sắc, nhưng mà cũng không có nói nhiều lắm, kiểu im im coi đã cho anh ta đoán rồi biết không vậy đó. Anh thì anh có đoán được không? Anh thì anh đoán được một phần thôi. Một con người mà với một con người mà mới gặp nhau thì không thể nào đoán hết được. Với lại Phụng cứ hay nói anh là thiếu tự tin, cho nên là bây giờ cơ hội cuối rồi, anh sổ luôn, tự tin hết cỡ luôn, tới đâu rồi tới. Vậy đi cho nó khỏe. Vậy còn anh Du? Khi nào mà trò chuyện riêng với Phụng thì cả hai cũng chia sẻ rất là nhiều, cảm thấy khá là phù hợp với nhau trong nhiều lĩnh vực, nhiều phương hướng, nhiều cái suy nghĩ nữa. Nhưng mà không biết đôi khi cái sự phù hợp đó là một chuyện, nhưng mà cái chuyện mà Phụng rung động ai thì cái chuyện đó cũng chưa nói trước điều gì hết. Thì tất cả sẽ để cho Phụng chọn. Dù là chọn anh Huy hay là chọn Du đi nữa thì đó cũng là một cái khởi đầu rất tốt đẹp dành cho Phụng. Rồi, vậy em cảm ơn hai anh nha. Để đây thì bây giờ Phụng sẽ đưa ra quyết định đi. Nó là không hồi hộp, sao căng thẳng.
Hết đúng không? vừa thôi, cảm xúc quá. Chúc mừng nha. Cảm ơn em một lần nhé. Cảm ơn anh. Không sao. Cảm ơn tặng. Không sao ta. Chúc cho hai người sẽ có một cái khởi đầu, một mối tình sẽ tốt đẹp. Mong là nó sẽ đi lâu dài hơn nha. Tạm biệt hai người nha. Xin chào anh vậy. Anh thật sự là anh không bao giờ nghĩ là anh sẽ là người may mắn cuối cùng còn sót lại đâu. Là dòng đầu tiên rồi đúng không? Ba má ơi. Anh may mắn với quả đất rồi. Bây giờ sao hết đập đây? Đập hoàng hồi mà anh chết á. Anh có một thắc mắc nhỏ thôi. Tại sao em với Du hợp nhau từ đầu tới cuối nhưng mà em lại chọn anh vậy? Em đã nghĩ trong đầu mình luôn á, là em sẽ chọn anh Du. Và em chọn anh Du vì em nghĩ là anh Du hợp với em. Em muốn là sau chương trình này em có thể tìm hiểu anh, hiểu hơn về con người của anh. Cho nên là em sẽ chọn anh vì sự tò mò của em. Trong tình cảm, thật khó nói trước được điều gì. Cho em nói chuyện với bạn. Hai người hỏi ý đi chứ. Nãy giờ hỏi thì thấy là anh Du á, thì nhưng chưa có được cái sự chững chạc để mà chia sẻ thì thấy là có thể là chọn anh Huy. Còn mày nghĩ như thế nào? Mày chọn anh Huy. Tao nghĩ là vậy. Chúc mày hạnh phúc quyết định của mình. Thì đây là tao chỉ góp ý thôi, còn quyết định vẫn là ở nơi mày. Mình là Trúc, là bạn thân từ hồi cấp 2 với Phụng. Phụng là một cô gái rất là năng động và cá tính. Nhưng trong vấn đề và đường tình duyên á, thì hiện tại là Phụng chưa có bạn trai. Nên là mình mong muốn Phụng đến với chương trình này á, thì sẽ tìm được một người bạn trai mà có thể là lo được cho cô ấy và có một cái mong muốn tốt hơn về một cái tương lai xa sau này á. Thật sự mà nói thì có một chút xíu hụt hẫng một xíu. Tại vì từ đầu đến cuối chương trình thì có rất nhiều cái để mà phù hợp với nhau rồi hiểu ý nhau. Nhưng mà quan trọng nhất thì ngay từ đầu Du đã nói rồi, cảm xúc người bạn gái là quan trọng nhất. Thì bạn Phùng đã chọn anh Huy. Anh làm bạn trai em nha. Chắc chắn chưa? Thank you.
đã tìm thấy nhau trong chương trình. Hy vọng cả hai sẽ cùng nắm tay nhau bước tiếp những quãng đường dài.